Kính thưa quý vị khán thính giả của BYN 57.3, tiếp theo sau đây đó thì chị mời bác sĩ Định sẽ trình bày cái phần thứ nhì của cái vấn đề implant. Thì trước khi đi vào chương trình đó thì chị mời bác sĩ Định chào quý vị khán thính giả một lần nữa. Dạ, tôi là Bùi Xuân Định, xin chào anh chị và chào BYN và quý khán giả. Dạ. Thưa bác sĩ Định, thì trước khi mà mình đi tiếp vào cái chương trình đó thì chị hồi nãy giờ chị ngồi chị lắng nghe đó, chị hơi thắc mắc tí xíu ở cái điểm là như bệnh nhân của chị đó, nhiều khi có những cái implant trong cơ thể như đầu gối này kia nọ, mà khi mà đi chụp MRI đó thì mình phải thận trọng, nhiều khi là không có chụp được. Thì cái vấn đề mà implant như thế này nó có trở ngại trong cái việc nếu một cái bệnh nhân đó cần đi chụp MRI của cái đầu hoặc cái mặt hoặc cái cổ, mà có trở ngại gì không ạ? Thực sự theo định nghĩa các MRI đó, thường thường họ dùng họ nhìn cái polarity, cái nước trong người bệnh nhân mình, để nó đi theo cái chiều đó, họ tìm cái soft tissue giống như cái tumor gì đó. Okay. Implant thường thường khi ta chụp hình chúng ta dùng CAT scan để dùng xương về vật thể cứng. Thì thật sự hai cái thường thường định chụp hình về implant thì ta dùng CAT scan chứ không có dùng MRI. Khi mà định suspect một cái ví dụ như epithelial cell carcinoma hay là những cái cancer nào mà về soft tissue lump á, thì mình dùng MRI. Thì định nghĩ là cái đó là cái sự khác nhau. Vấn đề MRI nó mua ra cái từ trường, định không hiểu nhiều về MRI, định sai định xin lỗi. Nhưng mà thật sự cái implant á là nó không có bị cái từ trường thu hút. Thì định nghĩ nó không có cái sai phát, nhưng mà nếu có thì định thật sự thì không biết. Cảm ơn bác sĩ Định. Thì một lần nữa xin mời bác sĩ Định tiếp theo trình bày tiếp theo cái phần 2 của cái vấn đề mà dental implant cho quý vị khán thính giả. Thì chúng thấy rằng implant á, thật sự nó bắt đầu người ta làm nhiều thông dụng vào giữa 1990 là 1995 trở đi. Định cũng có may mắn là khi mà Định vào thì ông Cafasi là cái ông thì ông cũng thích về implant. Thành ra Định cũng làm được, may mắn làm rất nhiều trong vòng 3 năm học chuyên khoa trong trường. Thì thật sự nhiều khi người ta làm có chừng 19-20 cái thôi, mình cũng may mắn là có những người thầy họ dễ tính, họ cho mình đặt gần tới cả mấy 40-50 cái thì mình cũng may mắn. Rồi cũng may mắn Định có những người bạn xung quanh, những người giống như là ông Alejandro James, ông là director của Implant ở bên Leon City, Mexico. Những người đó là những bạn thân Định. Carlos Villarreal là cái người ở dưới Allen, là cái ông là bác sĩ với maxillofacial, ông là bạn thân Định. Thì ông cũng lên sự giao thiệp hàng ngày thì ông cũng chỉ Định thêm rất là nhiều. Thì chúng ta Định thấy rằng rõ ràng cái implant nó rất là thành công, nó rất là dễ dàng. Lúc đầu mình có thể mình khó khăn là mình không có biết là nó thành công như thế nào, những nó giống như thế nào. Nhưng sau có chừng 100 case rồi đi thì bắt đầu tìm thấy cái pattern rồi thì nó không có cái gì khó khăn mấy. Thì ngày nay chúng thấy rằng là cái hiện đang hình trụ nó cắm vào xương là lại thông dụng hữu hiệu nhất. 99% là thành công rất là dễ dàng, nhưng có chừng 1% là nó kỳ lắm. Khi mà nó hư á là vì mình Định cảm thấy rằng là tại vì nhiều khi á, khi mà chúng ta làm những cái case mà càng khó là càng làm nhiều thì những cái khó càng kiếm chúng ta. Kiếm ra là chúng ta vì cái sự tự tin chúng ta quá nhiều, thành chúng nói không sao, mình vẫn làm được. Rồi mình không có chịu ngồi xuống mà mình ghép xương trước. Mình cứ nghĩ là ôi giờ mình cứ đặt vô rồi hễ hư rồi mình ghép xương sau. Thì cũng được, nhưng mà làm cho người bệnh nhân họ mất cái họ cứ nghĩ rằng ô có thể cơ hội thể họ yếu, có thể họ không thể chịu được implant. Nhưng thật sự vì nhiều khi mình muốn giúp người ta bớt cái tiền ghép xương. Thì thành ra mình làm như vậy thôi, nhưng mà bây giờ Định hiểu rồi là mình phải ngồi xuống mình giải thích cho rất là tường tận là mình có thể mình ghép xương trước, mình đợi 6 tháng. Nhưng mình có thể làm luôn rồi mình ghép xương cùng lúc, nó đỡ tốn kém hơn. Hoặc là mình làm mình không cần ghép xương là mình nong xương ra cũng được. Thì những cái cách từ sau này Định sẽ bước vào những phương pháp thì sẽ chỉ cho quý vị thêm sau. Thì implant ngày xưa thì nó giống như hình chúng vào nhìn màn hình á. Đấy là implant ngày xưa thì nó gọi là cái loại hình nguyên một cái hàm, hình hàm, hình lưỡi dao hoặc là hình cái staple, nó là cái đồ bấm trong từ cái cầm trở lên. Nhưng ngày nay á thì nó hình trụ. Một cái hoặc là một cái làm cái cầu. Chúng ta không có làm giống như hồi xưa nữa. Ngày xưa thì chúng ta làm những cái hình dẹp, hình lưỡi dao, tuy nó nhỏ nhưng nó không phải hình trụ. Ngày nay nó hình trụ. Tại sao chúng ta nghĩ là những răng cưa này? Thì Định kể những đi sâu vô lúc đầu á, họ chỉ nghĩ rằng nếu mình làm cái răng cưa thì mình tìm thì mình tăng ra cái diện tích của cái để xương nó bám vô. Một cái răng cưa bình thường như vậy họ mình lên được gấp đôi, gấp 2.5 cái diện tích cái bề mặt ngoài của implant. Rồi thứ nhì họ nói ôi mà cái loại răng cưa là những cái ốc vậy nó vít thì nó chặt hơn là cái loại cái hình trụ mà nó chỉ có nó dùng cái đinh thôi. Thì nó sẽ giữ chặt lại hơn. Rồi lại thêm rồi họ lại còn suy nghĩ nữa. Rồi sau này một nhóm sau này về những cái implant từ năm 2002 trở đi thì nhìn thấy đó là cái răng cưa bây giờ họ có 3 loại. Một loại là răng cưa cái hình tam giác, một loại là răng cưa hình tam giác vuông, và một loại răng cưa là reverse tam giác vuông, đó là cái tam giác vuông bằng cái góc vuông này chỉ lên.
Thì tại sao nó gì Bio Bio Horizon là cái implant mà để cũng có chừng 1-2 năm để làm với họ. Thì định tìm hiểu ra được là như vậy. Cái xương càng cứng á, thì nó cần răng cưa càng nhuyễn. Để nó lúc bắt vô nó không có bị gập gành và gãy cái xương đi. Cái lưỡi răng nó mịn á. Dạ. Cái răng nó càng cái xương càng mềm á thì cái lưỡi răng cưa phải càng nhuyễn để nó đừng có bể cái xương chúng ta. Cái xương càng cứng á thì cái lưỡi răng cưa nó có thể nó thưa ra. Để nó bắt vô, nó lóc vô một cách mạnh mẽ và nó chắc chắn hơn. Đó. Thì thật sự, nhưng mà rồi người ta nói là bây giờ làm sao mình biết nào là răng thằng này cứng, mềm, nhiều loại quá, nhiều người nha sĩ họ bị confused. Họ nói bây giờ thôi, mình làm ở dưới thì nó thưa, ở trên nó nhuyễn. Là vì ở mặt trên mình không bắt vô, mình không muốn bị bể. Lỡ mà bể cái xương cái đâm ra ở trên nó mất xương. Mất ở dưới nó bể ở dưới này thì nó vẫn fill in được, tại vì mình có cái tủy ở đó, mạch máu đó, tất cả những osteocyte là cune tất cả nằm đó hết thì nó dễ hơn. Nhưng mà ở trên mình mất là nhiều khi mình mất luôn cái phần trên, gọi là crestal bone loss. Thì nhờ vậy cái implant mà AstraTech là họ dùng cái technique đó. Thật ra phía trên họ rất là nhuyễn, răng cưa rất là nhuyễn, mà ở dưới nó rất là bự để làm vậy. Rồi thêm nữa họ mới bắt đầu nói là bây giờ cái lưỡi răng cưa đó có thể cắt cái xương, nó gọi là self threaded. Tại vì nếu mà nó self threaded thì mình không cần khoan, mình chỉ khoan cái nhỏ rồi mình bắt thì mình siết vô thì nó chặt hơn. Nhưng mà nhiều người lại nói nhưng mà chặt quá đó thì xương nó bị thối, nó bị chết, tại mạch máu không vô được. Thì đâm ra mình nó gọi là osteonecrosis. Mà lỏng quá đó thì cái fibroblast không có nhảy vô được để nó bám vô. Thì nhiều người nói thôi làm gì làm, mình cứ khoan trước đi, làm cái gọi là cái threading, giống như mình làm cái pipe, mình làm cái thread trước rồi mình bắn em lên vô. Nhưng mà mấy người cái đó, nhưng mà nếu mà lỡ xương nó mềm á, thì ngu gì cho nó bắt vô luôn. Đó là tại sao khi mình hiểu những này nhiều á, mình có thể áp dụng tùy phương pháp mà mình làm. Đó. Thì chúng ta thấy rằng là đại khái đối cái implant á, cái răng cưa đó, nó rất là quan trọng. Thì chúng ta thấy rằng là bây giờ họ dùng răng cưa rồi, họ nhúng vào acid không phải một loại mà là ba loại. Acid sulfuric hoặc là hydrofluoric acid hoặc là hydrochloric acid, thì ba loại đó nó sẽ là ăn vô nó làm một cái độ lõm khác nhau, đâm ra cái sự nhám nó càng khác nhiều hơn nữa. Rồi xong rồi họ lấy cái đó họ đi họ bắn thêm những cái miễn bằng titanium thể lỏng vô để làm cái lồi ra, tức là mình làm cái lõm, mình làm cái lồi. Thì cái người mà làm cái đó gọi là stereos, họ gọi là tie unite surface, họ unify, họ đoàn kết lại thằng lõm với thằng lồi để thành cái hốc. Nhưng mà rồi sau khi họ cắm một thời gian họ hiểu ra được nó hốc nó quá, đâm ra xương không vô được. Nhiều khi nó nhám quá đâm nó không có bám vô hoàn toàn được. Đó, thì bây giờ họ hiểu ra được là họ đang tìm cái bám là cỡ bao nhiêu, sâu bao nhiêu và lõm bao nhiêu. Đó là cái sự hình thành của cái chuyển hướng vấn đề mà tìm tòi research. Thì cái màn hình thì cái người mà tạo ra cái khối mà research nhiều nhất về cái implant là cái ông Brandon Mark, 1989, ông ở qua bên Brazil, ông thiết lập nguyên một cái cơ sở để mà tìm tòi về dental implant. Thì ông hay nói là tất cả những kết quả tìm ra từ các nghiên cứu cần phải được tham khảo và phân tách, không phải chỉ là những chi tiết để chứng minh những gì mà ta muốn tìm. Nghĩa là ông nói nhiều khi mình muốn tìm, nhưng mà cái mình không muốn tìm là cái quan trọng hơn. Đó. Thì cái tỷ lệ thành công á, thống kê thành công á, 5 năm á, là thời này là cỡ cách đây cũng chừng 5-6 năm rồi. 5 năm thì nó là 90-95%. Bây giờ định nghĩ 5 năm phải là 99%. Bây giờ hồi đó 10 năm nó gọi là thành công là 65-78% là nó đã ở trong miệng người ta. Đối định bây giờ 10 năm là phải cái 99%. 20 năm thì chưa tới, chưa dám nói, thì phải nghĩ ít nhất là 95-96%. Đó, thì định không muốn nói về implant cắm qua xương thì những nó không quan trọng nữa. Hình lưỡi dao cũng quên nó luôn. Và chúng ta thấy rằng là theo tài liệu của Brandon 2005 nè, thấy không? Là 94% toàn thể của implant. 95% là implant đặt hàm dưới và 90% đặt hàm trên. Nhưng bây giờ 2011 thì nâng nó hết lên 99%. Right. Thưa bác sĩ Định, thì bác sĩ Định nói về cái sự thành công, thì mình có thể định nghĩa thành công là như thế nào trong vấn đề implant cho quý vị khán giả hiểu thêm. Thành công tức là 5, 10, 20 năm sau nó vẫn functional, nó vẫn hoạt động bình thường, hay là thành công là như thế nào? ADA sau này định sẽ đưa vào sâu vào nữa, thì có những cái lecture định sửa soạn sẵn rồi. Thì American Academy of Parentology họ nói là implant thành công là thế nào. Thứ nhất họ nhìn vào
là cái implant nó có sử dụng được hay không. Yeah. Khi sử dụng có bị tê, bị buốt, có bị một cái gì chắc trở bình thường hay không, đó là thành công về vấn đề lâm sàng. Yeah. Okay. Rồi họ nói là bây giờ phải nói về cái mô nha chu xung quanh cái implant, có bị chảy máu hay không, có bị sưng hay không, có bị hư xương hay không. Đó là thành công về người nha sĩ bắt đầu nhìn thấy những cái đó trước khi những người bệnh nhân. Rồi rồi chúng ta về nói về khi chúng ta cắm cái implant vô trong xương á, thì khoảng một năm đầu họ sẽ tìm thấy nhiều khi implant nó mất tới 1-2 mm xương. Thành công đối với định bây giờ là mình có mất xương ở cái crestal bone hay không, là cái màu xương có bị mất hay không. Yeah. Thì khi định dùng cái implant system là Astrotech á, là cái implant nó gọi là nano surface bây giờ á, thì họ tìm ra được là khi mà dùng cái implant những cái loại mà mới bây giờ là ví dụ như là nano surface á, thì thực sự là cái crestal, tức là cái màu xương mà mình mất á, sẽ dưới 1 mm. Thật sự nếu cái đúng ra là cái chừng chấm 3 mm thôi, đó rất ít, cái màu xương vẫn giữ rất là nhiều. Bởi vậy cái implant thời nay á, họ bán một cái nhiều khi lên cả 500-600 cái. Yeah. Trong khi cái implant mà thời xưa là 5 năm hay 10 năm về trước á, và giờ này cái patent expire rồi á, rất nhiều người ta nhào họ làm á, họ bán có 65 đồng, 150, tức là cộng hết ra rẻ tiền cái chừng 70-80 cái. Yeah. Thì cái cách chênh nhau nhiều khi ta 500-600 lận. Yeah. Nhưng người bệnh nhân họ không biết. Họ nói cái người này họ cho tôi cái giá rẻ hơn 500-600. Nhưng mà thật sự trên đài chúng ta không bao giờ nói về giá tiền. Định chỉ muốn nói là khi mà một cái hãng nó làm ra một cái implant thời 2005. Yeah. Bây giờ nó tạo ra cái surface mới 2010, 2011. Yeah. Nó không muốn dục cái này đi. Nó bán lại cho anh cái cũ. Nếu anh đừng có đổi cái gì hết, anh không cần phải research, anh không phải trả tiền nghiên cứu, anh không phải trả tiền cái Food and Drug Administration cần tới 10 triệu đồng. Right. Ok, mà anh có thể bán là được liền. Right. Nhờ vậy là đó là họ save tiền, họ bán cái loại cũ mà cái loại mới không bán. Nhưng mà câu hỏi đầu tiên là những loại cũ vậy là loại dở, không phải. Nó vẫn dính. Nhưng mà nó là 5-6 năm về trước. Right. Nếu người bệnh nhân cho một cái choice, định sẽ nói thẳng họ muốn 5-6 năm được, họ định làm. Nhưng mà định không có guarantee cái 5-6 năm về trước giống như cái năm thời năm nay. Năm nay định có thể nói là last a lifetime. Right. Rồi một người lại nói là nhưng mà 10 năm sau là cái thằng mới nữa rồi anh, cái mà anh gây trên này lifetime rồi á, thì có phải cái đó là nó vẫn tốt hay không? Nhưng mà cái ác là cái người ta khi ta coi cho cái choice á, người ta đều muốn cái mới nhất. Right. Vì không ai muốn cái cũ 5 năm, 10 năm trước. Giống như chạy xe hơi vậy đó. Dạ. Nhưng mà thật sự cái này nó rất là xa nhau. Tại vì cái thời gian là cái thời gian thử thách, cái thời gian mà nó tìm tòi thì định nghĩ nó khác rất nhiều. Right. Thưa bác sĩ Định, thì trước khi mà bác sĩ Định đi vào cái vấn đề mới đó thì cho chị hỏi là một lần nữa chị ví dụ về cái bệnh nhân của chị là stem cell transplant. Ví dụ như 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm từ cái ngày transplant đó, thì cái tỷ lệ là họ in remission, tức là họ khỏi bệnh rất là nhiều. Càng xa càng tốt. Càng xa càng tốt. Và cái tỷ lệ mà bị gọi là graft versus host disease, là cái tế bào mà ung thư, cái tế bào mà tủy xương mình truyền vào đó, và nó chống lại cơ thể của người bệnh. Thì càng xa đó thì cái tỷ lệ nó càng thấp xuống, cũng như là cái tỷ lệ mà thành công nó càng cao lên. Ngược lại bên implant đó, thì như những cái số liệu mà bác sĩ Định cho chị với lại quý vị khán giả thấy đó, thì dĩ nhiên hồi xưa thì cái tỷ lệ nó thấp hơn, tỷ lệ thành công nó thấp, càng sau này thì cái tỷ lệ nó cao hơn nhiều. Nhưng mà cái yếu tố nào mà đóng góp vào cái việc mà càng xa thì cái tỷ lệ thành công nó hơi thấp xuống một tí rồi. Trong vấn đề implant. Implant nó rất là simple, định nghĩ nó càng nhìn và thì nó càng đơn giản. Yeah. Thứ nhất á, là giống như trồng cái cây. Cái cây mà anh để càng lâu á, thì nó càng thích hợp với cái môi trường xung quanh nó, thì nó càng khó chết. Yeah. Yeah. Cái implant á, khi anh đặt vào anh sẽ gặp người ta ngày thứ nhì, 1 tuần, 2 tuần, 4 tuần và 6 tháng khi mà nó nối ra ngoài để sử dụng. Yeah. Cái ngày đầu tiên anh gặp lại á, nếu mà nhìn vô thấy vết mổ nó hư, nó xấu, nó xanh, nó xấu á, là tại vì mình mổ sai. Yeah. Định nói thẳng câu đó luôn, là tại vì định mổ không được đẹp, bữa đó nhức đầu, người không được khỏe. Right. Làm không được tốt, xin lỗi. Nhưng mà nếu mà cái nó nhìn vô đẹp perfect luôn á, thì tuần sau là cái tuần mà nó hơi sưng lên là tại sao? Khi chúng ta gọi là chemotaxis, là cơ thể chúng ta khi đặt một cái vật lạ vô á, nó đâu biết vật lạ vật chính đâu, nó mạch máu nó mới mở lớn ra. Nó mang hết máu trắng, bạch huyết cầu, macrophage, neutrophil nó chạy lên. Yeah. Để nó tìm coi cái thằng đó là cái gì. Nó đứng xung quanh thì cái mạch máu phải mở lớn để chạy bằng máu mà. Nó lên đó thì dĩ nhiên mình thấy nó hơi sưng sưng. Nhưng mà không có sưng nhiều, tại vì mình vẫn còn cái steroid, mình vẫn còn uống cái thuốc dexamethasone để mình giữ nó sưng. Thì nó không có sưng nhiều, nhưng nó control được là người cả như cái anh để anh nó hơi cứng cứng.
nghe, nó có thể nó hơi đau. Nhưng mà để chi, để nó coi coi cái thằng này nó là cái gì đó. Nó ở đó cái tuần thứ nhì là cái bắt đầu cái chỉ nó bắt đầu rớt ra rồi. Lúc đó nếu mà nó sưng nữa là cái thịt nó banh ra liền. Đâm ra nó có thể bị nhiễm trùng. Bởi vậy cái người nha sĩ phải nhìn người bệnh nhân ngay tuần thứ nhì để có gì nhấn thêm một lần nữa về chủ sinh. Đó. Cái tuần thứ ba là cái tuần mà nó cuối cùng nó thôi, này không có gì hết trơn, nó implant nó đâu có gì đâu, mới rút đi. Mình nhận ra ô tự nhiên tuần thứ ba nó xẹp rồi, nó đẹp rồi, nó sưng rồi, nó xẹp. Cái đó là định muốn nghe rồi. Dạ, có nghĩa là xong rồi, nghĩa là khi mà nó rút rồi á là mình xong, là mình đi theo, mình clean, mình giữ cho nó sạch. Sau chừng 6 tuần á, nếu mà mình dùng cái loại implant mà thời nay á, là cái loại mà nanotite surface á, thì thật sự á, là cái implant nó có thể lốt được rồi. Nhưng cái lốt là cái lốt ăn gian, mình lốt cái kiểu mà từ từ nhẹ nhẹ, đừng cho nó đụng mạnh nữa, đụng mạnh nó chết. Nhưng mà nếu cái răng hàm mình làm thì bệnh tắc nó đợi tới 6 tháng. Thì khi định lốt răng hàm thì lốt mạnh thiệt, định lốt thứ thiệt luôn, thì muốn nó lấy hết những cái lực của những cái răng khác ra. Thành ra định không có bao giờ ăn gian cái răng hàm nữa cả. Thì chúng ta thấy rằng cái implant nó cũng giống như vậy đó, là thật sự là sau, từ lúc chúng ta gãy tay ở trong băng bột từ 4 đến 6 tháng thì cái implant như vậy nó cần cái xương nó mature, nó trưởng thành sau khi 4 đến 6 tháng. Nhất là những cái cây mình phải ghép xương nữa. Nên 6 tháng là bắt đầu nó đổi cái chúng ta ghép cái xương, nó không phải xương chúng ta. Cái xương nó sẽ bị hủy đi, như cái nó nằm tới 14 tháng là nó chỉ là cái scaffolding, nó là cái cầu nó bắt để nối liền cho những cái mạch máu mang cái tế bào xương ta vô trong đó, rồi xương ta sẽ trưởng thành lên. Thì 4 đến 6 tháng là cái lúc xương bắt đầu nó hơi cứng cứng. Right. Rồi bắt đầu mình function, nó gọi là progressive loading, là nó bắt đầu mình cho nó sử dụng từ từ nó vì cái sử dụng nó mới cứng lên. Thì nó đến tới gần tới cả 15 tháng cho tới 20 tháng. Nó tiếp tục cứng như vậy, nó lên như vậy. Thì nó lên thẳng như này xong đi, nó bắt đầu plateau rồi, nó đi ngang ra. Thì chúng ta thấy rằng là sau 20 tháng rồi á là định bảo đảm á, định chấp luôn, người ta ăn gì thì cũng kìa. Càng ăn được càng thích, càng nhai nó càng khoái. Tại vì cái sử dụng nếu cái răng đúng khớp nó sẽ làm cho cái implant nó mạnh hơn và cứng hơn. Đó. Rồi thật sự bây giờ định làm năm 96, bây giờ mới có 15 năm thôi. Nhưng mà những cái đó nhìn rất may mắn hồi đó, tại vì mình đi học chuyên khoa phải chụp hình, thì định đã chụp từ hồi 99 ra là đã chụp rồi. Thì nếu mà cái hình định mà từ từ lâu ngày lên cỡ chừng 10 năm 20 năm, bắt đầu chuyện có những cái hình 30 năm thì có thể nói đó, theo cắm dày này, 10 năm sau như dày này, 20 năm sau như dày này, 30 năm sau như dày. Có thể so sánh đó là tại sao định cho người ta guarantee lifetime từ hồi mà 2002 là định muốn người ta trở lại để mình chụp hình. Nhưng mà giờ càng ngày càng nhiều, định càng sợ, nó càng mệt. Thật sự cũng có nhiều khi cũng mệt thiệt, nhưng mà rất là thích thú khi mình nhìn thấy được là nếu nó mất xương nó mất ở đâu, tại sao nó mất, có phải lỗi tại mình hay không. Nếu thật sự những khi mình bận quá, mình làm cho người ta cảm thấy rồi tới ông đợi lâu, mình đi văn khóc, mình mất cái sự continuity đó. Thì vậy càng ngày định càng phải tìm cách để mà mang lại cái sự mà tiếp tục theo dõi đó, để mà tìm ra những cái câu trả lời định cần phải tìm. Dạ. Thì chúng ta thấy rằng trở vào đề tài, thì chúng ta chỉ rằng hồi xưa và ngày xưa ngày nay, thì chúng thấy là nếu khi chúng ta nhìn vào màn hình đi, thì implant cắm xuyên qua xương nó đau lắm. Đây là cái step của implant nè, chúng thấy rằng chúng nhìn cái cầm nè, tôi rạch ra nè. Wow. Nha. Rồi nhìn cái máy nè, chúng ta nhấn ba cái lỗ, bốn lỗ nè, rồi định đưa có cái stent nè, để mình khoan vô. Anh thấy lưỡi khoan là cái này là thiệt đó nha, cái là độ dài thiệt, không phải cái là mình phóng lớn đâu, nó xuyên cái lỗ bự như vậy đó. Wow. Xong khi nó xuyên qua cái cầm, nó xuyên lên như vậy nè. Đó, xong nó bắt vô ở phía dưới cầm nè. Và ở trên này nó bốn cây chạy ra nè, thấy không? Anh thấy nó bự vậy không? Đó. Vậy là cái đen chơi có bốn cái lỗ nó cắm vô. Wow. Rất là đau. Đừng nghĩ đau. Nhôm không chỉ thấy đau rồi. Dạ. Yeah. Rất là đau. Thì chúng ta thấy rằng nó rất là sợ, là cái đau cũng không sao. Sợ là 20 năm sau bạn khi nó bắt đầu nó thất bại rồi mới gớm. Right. Lấy nó ra cũng là một cái khổ. Dạ. Yeah. Đó tại sao giờ không làm lại nữa. Nó ghê quá đi. Tuy là khi thành công thì nó good thiệt. Nhưng mà thật sự thôi. À, ngày nay á, thì rất là dễ, chúng ta có những cái hàm như vậy. Chúng ta chỉ cần mở ra, chúng ta lấy những cái xương lồi ra, rồi chỉ tán nhuyễn ra. Chúng ta cắm implant ba cái ở đây. Đó. Là ba cái chân để nó khâu lại. Những xương lồi thì bằng phẳng hết. Sau khi thành công rồi thì chúng ta lấy mẫu, là lấy cái bay. Rồi chúng ta làm cái denture. Rồi có ba nó nối ra ba cái locator. Click vô thế là xong. Wow, nó đơn giản hơn hồi xưa nhiều. Dạ. Quá mà. Cái thành công thì cao hơn nhiều. Thành công cao nhiều. Mà thực sự bây giờ định tiếp tục, có những cái máy bây giờ định tìm cách định chế những cái đồ để gắn liền vô trong cái denture mà làm bằng titanium.
mà để mà kiến trúc nó ra ngoài mà làm hết cho computer. Thật là khi một người bệnh nhân vô thì chỉ bắt ốc vô rồi là xong, chứ không có thử gì trong miệng nữa. Giờ càng ngày thì mình càng muốn làm kiểu đó. Hồi xưa là nghĩ ô mình làm trong miệng nó chính xác hơn, nhưng càng ngày thì nghĩ cái chính xác hơn thì cái kia nó đẹp hơn nhiều, mình sửa soạn đẹp hơn nhiều ở ngoài, nó vô giữa gặp bắt ốc vô thôi. Thưa bác sĩ Định, hồi nãy bác sĩ Định có nói là titanium thì nói chung là một kim loại rất là tốt nhưng mà cũng rất là mắc. Thì nếu mà nói mắc ở đây chỉ tò mò thôi, chắc lẽ là quý vị khán giả cũng tò mò, mình có thể so với lại vàng hay platinum. Là platinum được không? Nó nói là cỡ cái platinum. Wow. Thật sự cái mắc của nó thứ nhì nó gì nè, là khi mà ít cái implant mà tới ngày hôm nay nó bắt đầu nó phổ thông. Yeah. Nhưng hồi xưa nó không có cái mặt kép. Thành ra ít cái hãng làm. Ít cái hãng làm thì cái research nó mắc tiền hơn. Yeah. Thì hiện giờ càng nhiều hãng bao nhiêu thì có càng nhiều cái pattern nó sinh sẵn, khiến expire người ta nhào vô, đem nó đỡ tốn tiền người ta hơn. Thì nhờ vậy cái research cost nó ít hơn cái giá tiền mà để mà nghiên cứu nó ít hơn. Thì nhờ vậy nên cái giá sẽ đi xuống hơn. Tôi nghĩ in the future nếu mà anh hỏi Định á, hồi xưa nó mắc hơn cái cầu, cái bridge. Một cái implant mắc cái bridge, mà nó giống một cái bridge thôi, nó thấy cách đây 5 năm nó bằng cái tiền cái bridge. Định nghĩ là cỡ chừng 5 năm nữa thôi, định nghĩ là nó sẽ bằng nửa tiền cái bridge. Yeah. Cảm ơn bác sĩ Định. Chị có câu hỏi như này là không biết insurance nó cover for dental implant hay như... Có, bây giờ những cái hãng bắt đầu nhìn thấy rồi, định nghĩ là cái nha khoa nó sẽ bước trong giai đoạn mới gọi là guarantee. Thì nghĩ cũng vậy, giống như anh lái xe anh bị đụng ít thì tự nhiên giá nó ít. Right. Thì nghĩ một cái người bệnh nhân mà chúng ta làm răng với cái vấn đề mà tái tạo một cái răng hàm mặt là sao, chúng ta có một cái guarantee, cái mà ví dụ trước tiên nó vô á, mình giữ những răng còn lại để đừng có mất nữa. Yeah. Xong mình chữa lành cái gì mà đang có thể mất, sau đó mình bỏ cái gì mà mình tái tạo gì đã mất rồi. Yeah. Thì cái răng người ta vô 16 cái, khi gặp mình rồi chết còn 16 cái, cộng thêm hai, cộng thêm cả 8 cái vô, thế là xong, có cả đời để làm cả 8 cái đó. Right. Còn nếu mình vô mà mình cứ 16 cái rồi mất, còn 14 bỏ implant thành 16 rồi lại mất hai cái rồi, cứ mất đi mất lại, đâm ra cái hãng implant nhìn thấy là ồ, trả tiền thằng này nhiều quá, nó cứ được này mất cái kia hoài. Right. họ sẽ tìm cách không trả nữa. Right. Cái quan trọng của cái làm một cái gì đó là chúng ta chỉ có thêm thôi chứ chúng ta đừng có bớt. Right. Một người vô chữa găm vậy, nếu chúng ta nói anh bị nú răng, khi định chữa xong rồi định expect là cả đời họ cái bệnh gâm nó chết rồi, nó thành dĩ vãng luôn. Yeah. Cái đó mới thực sự là chữa. Chứ còn nếu chúng ta chữa mà như là ô sang năm anh tới nữa chữa nữa, sang năm tới nữa chữa nữa, thì cuối cùng nó phải mất thôi. Right. Nó không thể nào hết được. Right. Đó thì chúng thấy rằng implant hồi xưa đó là như nhìn vào màn hình chúng ta thấy rằng là mà có một cái nè, thì chúng thấy rằng nó lòi ra giống như vậy nè, nhưng mà cái blade nằm ở dưới đây. Thì ngày nay là cái hình trụ thì nó đi xuống đấy. Bây giờ định tất cả những implant định tìm cách làm bằng chặn màu trắng zirconia bên trong hết. Sau đó sẽ đi vào những cái chất chúng ta nhìn thấy. Thì chúng ta thấy rằng là nó thì tự nhiên chúng ta thấy rằng là rõ ràng là nó rất là vững vàng, rất là cứng. Nó có thể function suốt một cuộc đời và nó không có bị những tác dụng hại về sau như thế nào. Yeah. Cảm ơn bác sĩ Định. Thì chị một lần nữa rất là thích cái bài nói chuyện của bác sĩ Định, ở cái điểm là mình không có nói nhiều về thương mại. Hầu như là không nói gì về thương mại, mà chủ yếu là muốn cho quý vị khán thính giả, bản thân chị nói riêng, hiểu thêm về cái vấn đề implant, đặc biệt là vấn đề khoa học phía sau cái vấn đề implant. Thì rất là thú vị. Hôm nay chị gặp bác sĩ Định có một tiếng rưỡi thôi mà học rất là nhiều về implant. Thành ra chị cảm ơn bác sĩ Định. Thì thật sự chúng ta thấy rằng ở bên Mỹ chúng ta đi làm việc, thương mại không thương mại, ngày mai chúng vẫn phải đi làm. Right. Người ta làm đến chết. Thôi có như dẹp nó quăng bên đi. Nhưng mà vì chúng ta thấy rằng cái căn bản khoa học nó rất là quan trọng. Định nghĩ nó những câu chuyện rất là nhiều. Thì cuộc đời chúng ta nối liền những câu chuyện lại. Người nào có càng nhiều câu chuyện bao nhiêu thì họ càng tìm hiểu nhiều bao nhiêu, thì họ càng hiểu được nhiều bao nhiêu. Thì yeah, cuộc sống nó sẽ phong phú hơn bao nhiêu. Vấn đề và khoa học chúng ta thấy rằng là cái xương nó len lỏi, bắt vào khéo bề mặt cái implant đó, thì nó là mechanical. Nhưng khi mà cái implant nó tiếp xúc, nó giao tiếp với lại những cái mạch máu, những cái tế bào xương đó, và nó kích thích cái sự mà tăng trưởng hoặc cái sự mà hủy đi của xương á, thì nó bắt đầu nó gọi là chemical bonding. Yeah. Chúng thấy rằng nó rất là quan trọng. Yeah. Cũng như xương chúng ta đâu có phải là chúng ta lớn hoài đâu. Nó có osteoclast thì cái thành một thằng hủy, một thằng tạo, hủy tạo nó phải liên tiếp, nó liên hệ với nhau để họ giữ cái xương như vậy hoài. Thì cái implant cũng vậy, nó phải kích thích những cái môi trường xung quanh nó để nó giữ cái xương xung quanh nó đừng có bị hủy đi khi chúng ta về già. Đó là tại sao ngày hôm nay chúng ta vẫn phải tìm thêm
những cái chất mới để mà giao tiếp với cái bề mặt của implant để làm cho cái bioactive surface càng ngày càng tốt. Cảm ơn bác sĩ Định. Một lần nữa chị cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã chú ý theo dõi chương trình hôm nay. Một lần nữa chị hy vọng rằng thì là cũng như bản thân chị thì quý vị khán giả học hỏi thêm rất là nhiều về cái vấn đề dental implant. Thì trước khi mà chia tay quý vị thì chị xin mời bác sĩ Định gửi lời chào đến tất cả quý vị. Dạ, thì ngày hôm nay thì Định nói về vấn đề về implant đó, là cái cấu trúc và cái kiến trúc. Nhưng mà về sau Định có thể nói về vấn đề mà chúng ta mang những cái là chúng ta cần cái độ dài cỡ bao nhiêu. Bao nhiêu thì chúng ta cần, ví dụ 17mm, 15mm, 13 hay 11mm. Còn chúng ta đừng có bao giờ dùng implant ngắn như vậy. Rồi chúng ta nhìn về kích thước, về cái độ dày của implant, cái đường kính của implant là cỡ bao nhiêu là tốt, bao nhiêu là quá lớn. Và chúng ta tìm hiểu rằng là long term cái hình thể của implant nó sẽ ra thế nào, cái hình trụ, cái hình chéo trong ốc, hoặc là nhiều khi những cái hình tam giác nó tốt như sao, thì từ Định nó sẽ đi sau hình phễu đúng hơn. Thì chúng thấy rằng là sau đó chúng Định mong rằng là sau khi mà có chừng Định nghĩ có chừng 6-7 chương trình á, quý vị bắt đầu ngồi xuống đâu chúng ta có thể hiểu hết rồi, và chúng ta có thể tự nói rằng là cái răng quý vị đó cần bao nhiêu cái implant thì chúng ta có thể giữ được những răng còn lại lifetime. Cái đó là khi chúng Định mang vô những cái FE analysis, Định may mắn được có những người bạn về mechanical engineering thì họ đang giúp Định kiến trúc cái model đó, chúng dùng computer để mà tìm hiểu cái đó nhiều, tại vì những cái software nó rất là mắc tiền, 20.000 trở lên. Kính chào quý vị khán thính giả. Oh, 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 oh